Rồi mình cũng hello mọi người nha, tiếp tục bữa nay đi thăm mấy gắn đó mọi người. Chạy và trời bữa nay khá là đẹp luôn mọi người, quá trời gió luôn rồi. Trời này là rất thích hợp đi thăm mấy gắn á, không biết chạy không đây. Không gài mưa, quá trời mưa luôn, nắng lại là nắng là có chạy lại gài à. Giờ mình vô qua trong đây mình thăm cái hay cái trong này nè, cũng gần tới cái bẫy rồi. Trời nắng này thì đi khỏe mọi người, không sợ bị ngứa. Mưa thì thăm hơi cực mà nó mát. Rồi ngày mới mình không quên chúc mọi người một ngày mới vui tươi và tràn đầy niềm vui, mọi công việc đều luôn luôn thuận lợi. Giặc này thì ta nuôi tôm không à. Phong cảnh giấc này thì cũng khá đẹp mọi người. Chọc cỏ đỏ. Lúc này thì bên dùng mình cắt lúa hết trơn. Góc này đi chụp cỏ đỏ cũng có, mà không có không đi chụp đúng rồi. Rồi vậy đây chừng nào vô cái bẫy đầu tiên của mình thì mình quay cho mọi người xem nha. Người ta làm cái dèo này cho tôm ăn cái gì mà. Chắc cho tôm ăn quá. Rồi cũng gần sát 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 cái bẫy mọi người. Cái bẫy này chiên rồi mình đặt ở dưới cái mé đằng này nè, dưới nó ngập là còn lú chưa, mà nó hở như cái hôm chút xíu mọi người. Trời ơi con gì à, con cò ở đây vậy. Cò này làm gì vậy chàng? Bị gì ta? Con này nó bị gì vậy? Con này nó bị gì mọi người? Mình cũng bắt luôn mọi người. Chắc nó bị bệnh gì vậy? Nó ốm quá. Đây cái bẫy mình chiến gò đặt chỗ này nè. Nó ngập ngập mà nó hở hôm không thấy chuột luôn. Mà vô chừng một đống mười mấy cái sạch luôn rồi. Mình dài cái thằng này nè. Năm thầy này cũng hấp dẫn quá rồi. Đám này là phải có con bự thôi. Đâu ta? Đây 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 đây. Cũng có cái đường vô nè. Vô trong lỏng luôn. Chuột nó tha nhóc gác luôn hay gì vậy. Chuột lẫn chuột này. Cắt nhà lầu luôn rồi. Chỗ này cao quá nó không chạy gì mà. Để mình về cái chỗ nào thấp thấp mọi người. Rồi tiếp tục mọi người. Hôm nay trời ui đã gì đâu mọi người. Ở dưới này mình có một cái mọi người. À, trời nó gì à. Rồi rồi rồi, vô mánh rồi mọi người. Kìa mình thấy nó kìa mọi người. Ôi, ngon lành rồi. Thấy đen thui luôn mọi người. Kìa, cái hôm đè xuống nó kìa. Không biết con gì đây. Đại ca rồi, đen thui là đại ca rồi. Ô, bự mọi người. Ngon rồi, ngon lành nè. Ôi, nó nằm một cục trong đó luôn kìa. Cục luôn. Mấy cái bẫy này là mình mới mới về thôi.
Wow, con này bự quá đây. Trời ơi, nặng. Đây mọi người. Quá xà đá, quá xà đá. Ôi ôi. Con này chắc cá thứ ba. Cá thứ ba. Quá phê. Hết mấy cái dãy nữa luôn. Lợp này là lợp 6 tấc 3 nè mọi người. 6 tấc 3. Hình dung nó đen luôn. Con này chắc mới vô à. Mới vô. Trời mấy bữa nay nắng nè. Ngắn đi. Mấy bữa trước quá trời mưa. Con này chắc nó vô cỡ ngày rồi, để mình thọt cái bẫy khác cho mọi người. Vô vô mánh này đây, mới mới dính được thêm ba con này ca nhỏ nữa mọi người. Cả ba con lạng à, với thêm con ống ngựa nè. Con ngựa có 6-7 lạng vậy. Để bắt gắn bự này ra cho mọi người xem nha. Đây mọi người, con này chắc cỡ ký 3, ký 4 à. Quá đã luôn. Trời ve nó cắn cái đuôi nè. Cắn đứt cái đuôi luôn. Trời bữa nay không có nắng luôn. Ui, mát. Gắn không lộ. Bữa nay đang săn bắt cũng có đi thăm đó mọi người. Nãy giờ mới được mấy con rồi. Wow, con này nặng thêm mọi người. Ba cái từ à. Đây mọi người. Quá nặng luôn. Lưới này là lưới tốt không à, lưới trắng này là lưới dày đó mà. Còn lại chắc có thứ ba thứ tư. Bắt cái chỗ cái cây này là rất lý tưởng luôn, mát. Cỡ đó nó mới chịu ra đó mọi người. Bự bự nó dễ ra. Không phải ông nữa không? Nó còn trọng trọng á, dễ ra.
chút cái gì cho nó mau. Trên nó tọt xuống là xong. Hôm nay ông ngồi thăm khỏe gì đâu á. Chắc có 700 gram. Nãy giờ thăm cũng được 13 cái rồi. 13 cái dính được 5 con rồi. Còn 21 22 cái nè. Con này 34 35 cái. Cái bờ này mình có cái mọi người, mình đặt cái khu này thì nó cái bờ này thì nó không gặm hơn. Trời mấy bữa nay mưa quẩy nó lội ra luôn nha mọi người. Mình đẩy ba cái lá cây đó khô nó rụng xuống lội cái bẫy ra luôn. Wow, cũng có đè hôm nè mọi người ơi. Khi con chuột nó đè có không chừng nặng rồi, nặng cho nó sướng rồi, nặng cũng khá nặng mọi người ơi. Wow, đại ca nữa rồi. Trời ơi con này, trời ơi con này, con này không thua con nãy mọi người. Cỡ này nè mọi người, ồ gắn này mới vô nữa rồi. Mấy bữa nay nắng nè, ngắn đi nè. Chứ không gài quá trời mưa luôn. Còn này cái 3 cái 4 nữa kìa. Quá đã luôn rồi. Sướng sướng. Con này cũng nặng con nãy nữa ta. Ủa, con này nặng con nãy mọi người. Con này có cái 4 cái rưỡi á. Trời ơi, nó đã mọi người. Hết biết nó bóng rồi. Vô bánh này, bữa nay vô bánh này mọi người. Này lụm mới có phần nửa luồng lụm được hai con nhất kìa. Hai con nhất chứ ba con nhỏ chứ con không ngựa. Còn khúc sau này mình giờ cũng nhiều lắm mọi người. Giờ điểm mới á. Không biết con này nó bóng rồi. Chắc chỗ này mình rút chỗ này mình giờ sẽ tới chút mọi người. Chỗ này trống quá. Sẽ tới chút đi. Trong khi chín con bự rồi mà đem đặt lại chỗ này nó cũng sao nó cũng ưa chết. Mà giờ chỗ mới á, nhiều khi nó dính nhiều khi đi cặp đó, đi cặp rồi nó con này nó dính rồi con kia nó thấy á, rồi mình đặt lại chỗ đó nó nhát. Mình dời lên kia á, giờ xích tới một chút, cả mình dời tầm vậy đó. Để lấy cái bẫy ra mình dời xích tới một chút nè. Chỗ này thì có cử hay cử á. Cử cái mình dời lên ngược lên này. Con này chắc cả cái gửi á, cái từ cái gửi á, nặng quá. Nặng con nãy nhiều lắm.
Đây mới thăm cái bẫy ở dưới đây nè mọi người, mình mới đặt lại cái bẫy khác này. Với cái cục nước này, hết với cái đám nước này luôn mọi người. Đám nước này là có con khủng nè, dính được con hành nè, con này chắc cũng cỡ 4 lạng à. Mồ hôi nó chảy trong mắt ca dữ vậy. Bữa nay không nắng hung mà hầm quá trời hầm luôn. Mới dính thêm được con đại ca có 300 g đó người, 300 g, hai cái dính kế luôn. Cái này im lắm nè, cái này chính sau, cái này dính đại ca khủng à. Bắt mang cá ngay luôn mọi người. Mới đặt thêm cái này mọi người. Chăm thêm. Gắn bự này mới đã nè. Đây. Con này khủng hơn con trước nữa người. Bự con trước. Bạn mình ngày hôm qua dính được con ký 9 mọi người. Ít biết cũng luôn. Con nó vô túi à. Vô túi à, cái là có phân nè. Gắn này gắn mới vô không. Nắng đi. Hai con này vô cái là nặng túi luôn. Cây này dài quá, làm cây này dài quá. Hấp bị con bự rồi mọi người. Trời nó bóng. Con này gắn cái gì nè. Trời hai con nó vô nặng. Quá trời nặng à. Hai con này có hai cái bé, hai cái 7 cái 8 người. Hai bước nặng luôn rồi. Đã. Thăm 7 bữa nào ông đem 3 túi 3 túi đi.
bốn hồ nhỏ. Đổ pha phân đi hết mày được. Để nó hôi. Còn cũng có chục vài cái nữa không? Bốn trăm gram mọi người. Bắt cái này là cặp lộ. Rồi xong mọi người. Hết biết rồi, hai con này nặng. Quá đã. Đang săn bắt bữa nay lụm được con cũng cần cái 7-8 nữa người. 7-8 với con ký 3, với con cỡ ký 1 à. Nay ngon, có chừng ngon hơn mình. Nghe nói bữa nay là nó có quay clip mọi người. Bữa nay ít thao chuột. Rồi tiếp tục vô chuột thăm nữa mọi người. Đây mới lượm được con đó mọi người. Con này cũng trọng à. 7-8 lạng á. Ồ, cũng ngon, quá ngon, quá ngon. Đây mọi người. Trời ơi, nó ủi, nó hôm, thấy xí luôn. Cỡ 7-8 lạng ạ. Trời, nó dở cái hôm lên luôn mọi người. Quá xá luôn, con này ủi dữ à. Không bự không mà nó ủi dữ à. Lại mình thấy cái hôm nó đè xuống cái này, tưởng nó bự lắm á. Ai ngờ nó cũng không bự không. À, đặt cái lọc lọc bự vô nữa mọi người. Lọc này sao không lọc con chuột nhỏ quá ta. Trong cái đám này thì nó bịt dữ lắm. Bịt quá khỏi đậy. Rồi thì ra mọi người. Cái lùm được con hành đó mọi người. Quá đã luôn. Con này chắc hơn nửa ký. 600 gram. Từ nửa ký đến 600 gram. Đây mọi người. Cành ký luôn. Con này chắc vô không gài à. Quá đã, bữa nay quá trời dính luôn mọi người. Hôm nay mưa quá trời mưa mà nắng lại là trúng mà trúng phải à. Trời không hành cục đuôi nữa chứ. Đã rồi, để mình thọt cái bẫy khác cho mình. Rồi thăm xong rồi mọi người, dính được thêm con hấu hành nhỏ nữa mọi người. Con hành nhỏ đây. Cái con đại ca này chắc cũng cỡ 8-9 lạng à. Để chút mình lại dự đoán mình bắt luôn rồi. Con hành nè. Hết túi lưới rồi. Con này chắc nhì rồi. Đây bữa nay
thành quả bữa nay được nhiều đây nè. Quá im. Bữa nay trúng mánh. Này được hai nhất. Quá nặng luôn. Thay vì chơi nhiều rồi còn thua đen săn bắt nữa đó mọi người. Này được 4 cái nhỏ. Với 2 hành. Ủa 3 hành con ngựa. Này được 8 hổ. Còn hai con này mới sướng. Hai con này trên cũ rồi. Trời bữa nay ông ui mà hầm ghê luôn trời. Con này chắc cũng cỡ 8-9 lạng. Ở ngoài nó không có chạy mỏ mà bỏ vô lọp chạy xe hơi nó chạy mỏ chứ. Nó chạy luôn. Hôm nay cũng ít hào chuột. Còn cũng cả chục con rồi. Đem có hai mấy con à. Lúa đem 40 bịch mà còn nhóc chưa. Rồi video mình cũng xin kết thúc mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo mình nha. Mình cũng bye bye mọi người nha. Con này nó phục mọi người à, chăng.